Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình ngày hôm nay. Mình sẽ tiếp tục với tất cả các vòng tay nha. Hôm nay vòng tay của mình sẽ có từ Hồ Hoàng, Hồ Dương. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nha. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình ngày hôm nay. Mình sẽ tiếp tục với các bạn là vòng tay. Và vòng tay hôm nay của mình sẽ có từ Hồ Đế Cốc nha. Hồ Đế Cốc là một
em chả làm gì được, em muốn đưa nó ra chứ gì. All right.